Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 15 tháng 11. U20 Việt Nam thử lửa với đại gia châu Á. Hải Phòng có cơ hội đá AFC Champions League. Nam Định chiêu mộ bộ đôi Viettel là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. U20 Việt Nam thử lửa với đại gia châu Á. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Ả Rập Xê Út trong đợt tập huấn tại Dubai trước khi tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Đây là kết quả buổi làm việc giữa hai chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển bóng đá trên nhiều lĩnh vực được ký kết hồi tháng 9 năm 2021 giữa VFF và Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út đã và đang được triển khai rất hiệu quả. Để giúp đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Ả Rập Xê Út cùng hợp tác có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2023. Hai liên đoàn đã thông qua chủ trương tổ chức trận đấu giao hữu cho hai đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Ả Rập Xê Út. Trận đấu được tổ chức trong giai đoạn tập huấn ở Dubai. Cụ thể, theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập trung, tập luyện trong nước, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ lên đường sang tập huấn tại Dubai vào cuối tháng 2 năm 2023. Đây cũng là giai đoạn tập huấn cuối cùng của đội tuyển U20 Việt Nam. Kết thúc đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Dubai, đội sẽ di chuyển thẳng sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2023. Hải Phòng có cơ hội đá AFC Champions League. Với phong độ ấn tượng, Hà Nội FC đã vô địch V-League 2022 sớm một vòng đấu. Ngôi á quân thuộc về câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Bình Định giành tấm huy chương đồng. Với thành tích này, Hà Nội FC sẽ nhận tấm vé vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2023, giải đấu số 1 châu lục cấp câu lạc bộ. Bóng đá Việt Nam có 2 suất tham dự AFC Champions League 2023. V-League có 1 đại diện vào thẳng vòng bảng cùng 1 suất dự vòng playoff. Bên cạnh Hà Nội FC giành quyền vào thẳng, đội bóng còn lại có cơ hội dự vòng playoff AFC Champions League 2023 được AFC xác định là đội vô địch Cúp Quốc gia 2022. Hiện tại Cúp Quốc gia 2022 đã đi tới vòng bán kết với 4 đội góp mặt là Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định và Thanh Hóa. Ở vòng bán kết, Hà Nội FC sẽ chạm trán Hoàng Anh Gia Lai trước khi Bình Định đối đầu với Thanh Hóa. Cả hai cặp đấu đều sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 23 tháng 11. Trong trường hợp Hà Nội FC vô địch Cúp Quốc gia 2022, suất còn lại tham dự vòng playoff AFC Champions League 2023 sẽ thuộc về câu lạc bộ Hải Phòng, đội á quân V-League 2022. Sau khi được trao ngôi vị á quân, các lãnh đạo Hải Phòng FC đã xuống động viên và thưởng nóng cho toàn đội 2 tỷ đồng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được thưởng riêng 500 triệu đồng. Với ngôi á quân, tập thể Hải Phòng FC cũng nhận về phần thưởng 1,5 tỷ đồng từ ban tổ chức V-League 2022. Nam Định chiêu mộ bộ đôi Viettel. Sau khi kết thúc vòng 24 V-League 2022, thủ thành Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc đã chính thức kết thúc hợp đồng có thời hạn 3 năm với câu lạc bộ Viettel. Được biết hợp đồng của cả hai đều kết thúc vào đúng ngày 10 tháng 11 và không có bất kỳ điều khoản nào ràng buộc như thi đấu đến khi kết thúc mùa giải. Bên cạnh đó, phía câu lạc bộ Viettel và bộ đôi này cũng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng trong các buổi đàm phán trước đó. Hiện tại, Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc đã trở về Nghệ An nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài chinh chiến cùng đại diện bóng đá thủ đô. Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc mong muốn trở lại thi đấu cho đội bóng quê hương nhưng nhiều khả năng sẽ không thành công. Khắc Ngọc chia sẻ, thực tâm bọn em vẫn muốn về thi đấu cho Sông Lam Nghệ An vì quê nhà vẫn tốt hơn. Nhưng thời điểm này Sông Lam Nghệ An chưa có động thái gì. Tính đến thời điểm hiện tại đã có khoảng 3 đội bóng tiến hành đàm phán để có được chữ ký của bộ đôi Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc. Nổi bật nhất có thể kể đến Nam Định và Hải Phòng. Dù vậy, Nam Định có động thái quyết liệt hơn với mong muốn xây dựng lại lực lượng. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, Nam Định đã chính thức trụ hạng thành công sau chiến thắng 3-0 trước Sài Gòn. Việc tăng cường lực lượng đội binh chất lượng, có kinh nghiệm là điều mà đội bóng áo vàng đỏ ưu tiên lên hàng đầu. Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc là hai mục tiêu ưu tiên của Nam Định. Chưa xác định tương lai của huấn luyện viên Chun Jae-ho. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất lúc này là tương lai của huấn luyện viên Chun Jae-ho. Trao đổi với truyền thông sau khi cùng Hà Nội FC vô địch V-League 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết hợp đồng của ông và đội bóng sẽ hết hạn sau mùa giải năm nay. Dự kiến trong tuần này hai bên sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc. Theo tìm hiểu, tuy vừa mới giúp Hà Nội FC đăng quang, nhưng việc huấn luyện viên Chun Jae-ho có tiếp tục gắn bó với đội bóng hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Ông Chun vốn là trợ lý của huấn luyện viên Park Jong-kun, sau đó được đưa lên giữ ghế tạm quyền khi người đồng hương bất ngờ chia tay Hà Nội FC chỉ vài ngày trước khi V-League 2022 mở màn. Thời gian chuẩn bị gấp gáp cộng thêm những khó khăn về lực lượng khiến huấn luyện viên Chun Jae-ho phải tạo ra nhiều thay đổi để thích ứng với tình hình. Dưới bàn tay của ông Chun, Hà Nội FC từ một đội bóng chơi kiểm soát bóng, sẵn sàng chuyển sang đá phản công chớp nhoáng, sử dụng những đường chuyền dài và tạt bóng thường xuyên hơn. Điều này mang đến những kết quả tốt, nhưng xét về bản sắc, đội bóng thủ đô đã có nhiều thay đổi.
Đây có thể là một trong những lý do khiến lãnh đạo câu lạc bộ cân nhắc việc có nên giữ chân huấn luyện viên Chun Ja-ho ở lại hay không. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 15 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Lớp Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.